Hôm nay ngày 19 tháng 12 là ngày sinh nhật của bé Lucy. Thì hôm bữa mình có hứa với Lucy là hôm nay là sẽ mang bánh sinh nhật qua tổ chức sinh nhật cho bé Lucy. Thì ngoài ra mấy anh chị cũng có gửi cho mình một ít quà để gửi cho bé Lucy trong cái ngày sinh nhật. Nhưng mà hồi chiều giờ mình đợi cho bé Lucy đi học về á. 5 giờ là bé Lucy đi học về và 6 giờ là sẽ đi nhặt ve chai cùng ông ngoại. Mình canh trong khoảng thời gian này mình mới qua tổ chức cho bé được, nhưng mà rất tiếc hôm nay trời thành phố cho mình mưa rất là lớn. Nãy giờ mình chờ hơn 30 phút rồi mà trời vẫn tàn, cho nên mình quyết định là phải đi thôi, đi trong mưa luôn để mà qua tổ chức sinh nhật cho kịp, để chiều bé còn đi, bé đi nhặt ve chai cùng ông ngoại nữa. Ồ, mưa rất là lớn, nãy giờ nó thấy trơn luôn rồi. Nhưng mà nó thủ đi qua cho nó kịp giờ. Đây là bánh sinh nhật của bé Lucy này. Có hình con ngựa. Rồi em làm đi em. Sinh nhật Lucy cho con 18 nha. Rồi, đẹp. Bây giờ là mình vào nhà Lucy. Cùng thì cũng tới rồi các bạn. Xe đang ăn cơm. Chào chú. Chào chú. Chú. Nè chú qua mua bánh sinh nhật qua cho con nè. Bánh sinh nhật hình cái gì ta? Bữa hôm con nói hình gì ta? Đúng rồi, chú ngựa. Rồi vậy. Rồi chú làm bánh kem thổi nến tổ chức sinh nhật cho con nè. Vui lắm. Lấy con. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Con có đi học không? Hôm nay con có đi học không? Ủa, còn mấy ngày nữa mới tới sinh nhật con. Ngày này là nhật nè. Con nhớ rồi. Nghe ngoại nói không? Hôm nay là sinh nhật mà. Nhật con á. Ừ, vậy đi, ngồi vậy đi. Nhanh lên. Coi thử bánh kem nó như thế nào nè. Nè, ngồi vậy, bánh sinh nhật nè. Con đang ăn cơm với gì vậy? Ăn cơm với cá hả? Cá mồi. Cá mồi ngon quá trời luôn. Chú chưa ăn nữa, hồi nãy giờ chú đi qua đây mưa ướt hết trơn luôn á. Đi từ bên kia qua mưa quá trời luôn. Chú đi ngồi vậy không? Hôm nay bà ngoại đi bán vé số rồi bà ngoại. Ngồi dạ. Giờ bà ngoại mới đi lạnh tiền về, đem tiền đi lạnh vé số để bán này. Bây giờ cầm tiền đi lấy vé số đi bán hả? Ừ. Dạ. Điểm đủ. Xe ăn cơm đi, xong rồi tổ chức sinh nhật cho Lucy. Sữa. Tổ chức sinh nhật xong rồi mình đi làm ha. Rồi đi lấy ve chai. Đây, cô mở bánh kem ra đi cô. Hôm nay có quà đặc biệt nữa. Quà mà hôm bữa Lucy nói thích cái con gì đó ta. Nè, Lucy lại mở đi. Con Lucy lại mở bánh đi. Lucy lại đem mở bánh đi. Hết. Ừ. Từ nha, nhẹ nhẹ. Ôi, cha. Người dễ thương ghê luôn á. Thấy không? Ok. Hải con ngựa không ta? Phải không? Ý, từ xíu được không? Có cái mặt kìa. Bây giờ tắt quạt chú à. Để tắt quạt để quạt lửa lên cho nó đẹp. Hôm nay đã quá. Chưa con. Chú thích ghê luôn á. Chưa con ơi. Xong ai đó? Số 9 đúng không? Sinh nhật 9 tuổi đúng không? 6 tuổi rồi. Đây.
Nè đốt đèn, con hỏi nến con có hát cho Happy Birthday không? Con biết hát không? Sao vậy? Con biết con hát không? Đi con hát nha. Rồi con ướt cái đã. Con ướt đi, con ướt đi. Con cầu nguyện đi. Nguyện đi con. Rồi chuẩn bị ướt xong rồi khỏi nến. Ướt gì con? Ướt xì ướt đi. Ướt gì ướt kệ lên. Nè ngánh ngánh. Ướt gì? Ướt đồ chơi hả? Thì nhắm, thì nhắm mắt lại mới có. Rồi, nhanh lên con thổi nến nè. Thổi nến nè. Thổi nến đi. Thổi, thổi. Không thổi sao? Thổi mấy có quà. Thổi mấy có quà. Thổi mấy có quà chứ. Có đồ đẹp nhớ không biết không? Thổi đi nè, 2, 3 nè, thổi nè. Nhanh lên, nhanh lên con. Thổi đi nè, giỏi nè, Lưu Sư giỏi. Thổi chung cũng thổi. Thổi nến thì mình mới được 6 tuổi. Đang thổi đi. Nên con thổi đi, trời bây giờ đang mưa rất là lớn các bạn. Lưu Sư. 1 2 Thổi đi. Thổi đi nè. Nhanh lên chứ nó cháy hết. 1 2 3 Ôi, chúc mừng sinh nhật Lucy. Rồi, con cắt bánh đi. Con cắt bánh đi rồi có quà. Nè, con cắt bánh đi. À, rồi con. Rồi, giỏi, Lucy giỏi. Rồi. Ngon. Rồi Lucy nhắm mắt lại coi thử có quà không nè. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại 1 2 3 mới mở ra. 1 2 3. Wow. Đây. Quà của Lucy nè, búp bê nè, không thích hả? Ừ. Cắt đi rồi coi quà thử. Rồi rồi được rồi con cắt gì là được rồi. À, con cắt đi, con ăn bánh kem đi. Con thích ăn bánh kem không? Em đi, lấy tay quẹt quẹt ăn. Ngon không con? Ngon không? Không, chú hỏi ngon không à? Ôi. Coi thử ngon không? Ngon không? Con mời ông ngoại đi. Con mời, mời ông với mời cô chú ăn bánh kem đi. Con mời mọi người ăn bánh kem đi. Con cắt bánh mời ông ngoại ăn đi con. À, ấy con cắt bánh đi con lấy cái cái dao cắt bánh mời ông ngoại đi. Cái đó không được, cái đó bỏ đồ bỏ để đi. Lên đây nè. Cái đó nó cháy rồi. Ừ, cái đó là nến á. Không, con phải mời ông ngoại ăn bánh đào hoàng. Cắt ra Lucy cắt ra. Con đút cho ông ngoài đi, con qua đút cho ông ngoài đi. À, con đút cho ông ngoài miếng đi. Con đi qua đút cho ông ngoài miếng đi. Con đi qua đi. Đi qua chứ, ông ngoại đứng đâu được. Đó, mẹ Lucy đút bánh kem cho ông ngoài. Lucy đút bánh kem cho ông ngoài, kè ông ngoài ăn cho vui. Con gì vậy ta? Cái đó ai tặng cho con vậy? Chú nè. Chú Châu. Quên, chú Châu. Chắc quên chú Châu rồi. Đó là búp bê chú Châu mua tặng cho con đó. Con ngựa nữa kìa. Ơ, con ngựa xinh chưa? Con ngựa xinh quá trời luôn. Hồi nãy chú Châu không để ý. Ai ngờ có ngựa nữa kìa. Có cô Châu Hương bữa hôm có cho hai ông cháu 100 đô đó. Thì cô Châu Hương có gửi lời chúc mừng sinh nhật bé Lucy nha. Từ từ. Em lấy cái dao. Đây cô cắt ra cho. Lấy cái dao mở qua cho bé đi. Ôi thích dữ vậy ta. Đây để chú chồng mở cho. Nó cứ thành là keo thôi không có gì cả. Mệt mà. Dành cho cứ cho mở ra. Rồi, xong rồi đó. Còn lại là Lucy xử đi. Ủa,
Tối nay đi với ông ngoại có mang theo không ta? Hay là để ở nhà ta? Mang theo. Mang theo hả? Đi à. Được chưa? Đây, kéo ra chứ không có. Rồi, kéo ra. Cái này, đó, cái khớp đó. Đó. Rồi dạy luôn đi. Đó, rồi đấy. Thì cháu sẽ bung hết trơn. Ôi con ngựa thích gì vậy ta? Con ngựa xinh đúng xinh luôn. Con có thích không Lucy? Dạ, con cảm ơn chú đi. Con cảm ơn chú mua cho con đi. Con cảm ơn chú, con nói vậy. Cảm ơn chú Châu. Con cảm ơn chú. Đây đây chú mời nha. Cái này là phải cắt cái này ra này mới chơi được nè con. Đây chú Châu đi cắt. Còn con này con gì ta? Búp bê hả? Từ từ cái này nó có cái dây buộc á, để chú mở cho. Ôi có gương luôn. Có gương chạy đầu. Phải không? Đây búp bê nè con. Búp bê của con kìa. Còn có gì ở trong hộp không? Nè, hết rồi đây nè. Còn cái này là để chạy đầu con nè. Còn cái này là soi gương nè. Bé gái soi gương. Cái đó là làm đẹp cho em búp bê đó nha. Rồi còn đây. Con có thích đồ đẹp không? Con có thích đồ đẹp không kìa? Có thích đồ đẹp không? Giờ hả sao? Nhắm mắt lại đi là có đồ đẹp. Nhắm mắt lại nói Lucy ước đồ đẹp. Nói đi. Anh ước đồ đẹp. Nhắm mắt ra. Ôi. Đây là cái gia đình một cái cô ở bên Mỹ á. Là cô gửi tiền về nhờ mua cho bé Lucy mấy bộ đầm đẹp, mấy bộ đồ đẹp. Trời ơi. Wow. Thấy không? Đứng dậy đứng nhảy. Đẹp ghê ta. Con thích không? Con cầm đi. Con để em búp bê đó đi, tí rồi con chơi. Đây à, chú, cô đứng có thử coi vừa không? Ôi, vừa luôn ta. Vừa luôn. Đẹp dữ ta. Đẹp ta. Cái này ngày mai mặc đi học lên là đẹp nhất trường luôn đó. Để khi nào đi chơi nữa, tết mặc nha. Con ôm vô đi. Cắt đi. Đã quá trời luôn. Cảm ơn cô đi. Lên đường ngoài máng rồi. Đi ra ngoài máng lên. Con ngựa này. Ôi thêm đẹp nữa. Quá trời đồ đẹp luôn. Xe được tặng đồ nhiều ghê ta. Đưa ông ngoại thì đưa cho ông ngoài máng con. Con đưa cho ông ngoài máng thì mai mốt mình còn. Mở đồ đẹp coi. Muốn sư tự mở đồ đẹp trong đây nè. Kìa cái con nó con gì vậy ta? Trời chưa coi mà sao mà dục vậy? Ôi con gì đẹp nữa vậy? Quá trời luôn. Con gì đẹp vậy ta? Hết rồi. Có búp bê xinh kia chưa? Là hai con luôn. Đây con nữa nè, ba con luôn, con toàn hết luôn. Con này là anh chị nè, này là em. Chưa mặc xìu gì đó. Chưa mặc xìu. Chúc con mặc vô nha. Thì luôn. Chúc con mặc cho em nha. Rồi mặc cho em. Chú sẽ lại cô mặc thử đầm nha. Hiểu không? Để cô mặc cô có thiệt đẹp không? Đi lại đây. Rồi, lại đây cô kéo lên sau lên coi. Kéo lên coi vừa không? Đẹp dữ ta. Ôi, vừa y luôn. Vừa y luôn hả? Trời ơi. Chưa xấu ơi. Thích dữ chứ kìa. Vừa luôn kìa. Học nơi nha. Đẹp quá trời luôn. Công chúa đẹp quá trời luôn á, công chúa ơi. Rồi quá đẹp. Hỏi ngoài thử. Hỏi ngoài quay lại coi. Ôi ơi, cái phía sau đẹp ghê luôn á. Quay lại ta. Quay lại phía trước cái đi. Lucy xấu hơn ngoại rồi. Rồi, thằng nghe chưa, nghe ngoại nói gì chưa? Không. Đó, đó, đẹp á. Đẹp hơn. Rồi con đứng dậy cho chú chụp tấm hình cái coi nè. Nè, Lucy. Dạ. Lucy đẹp hơn ngoại. đứng dậy cho chú chụp tấm hình này con ơi. Được. Quá. Lén còn cái đầm đẹp nữa. Đó. Đầm này đẹp hơn nè. Đầm này là mặt lấy cho trai được luôn nè. Đầm này hợp á. Cầm thêm đầm đó là đi ăn tiệc á. Đi ăn tiệc rồi đi học nè. Rồi đi chơi. Được luôn. Lên trường múa hát mẹ. Đúng rồi. Mốt trường hả? Dạ.
Tiếp đi, thay tiếp cho bé. Thay cái đầm này đi Lucy. Lucy nhanh, Lucy nhanh lên, còn đi lượm bé trai này nè. Tối rồi, ông ngoài chờ nè. Thôi vậy thôi, ghim về nha. Thử là ghim về ha, hiểu không? Thử đi, thử đi. Thử đi, thử cái nè, chứ không một lát không ai thử cho luôn. Đổi gì nó thương nè, đổi gì nó thương nha. Em lộn luôn. Cục lấy cái nó. Lộn rồi. Thôi. Rồi, dạ mới đúng đó. Nó cái này là sao là mẹ ơi sao rồi Lucy ơi, trời ơi làm sao xây lại cái là mặt lộn mặt mặt trước ra sau, sau ra trước rồi để mặt lại đó, xây lại đúng đây yên vậy luôn, đây yên vậy luôn rồi xây lại thôi. Đúng giờ chưa, không phải đúng vô cái lỗ đó, lỗ chưa, từ không có phải đúc vô cái lỗ đó nha. Đây thật chưa đó, thật tay vô em cứ mới dẹp xa cho ngoại đi. Cái gì dạo tôi đó. Ồ, vừa luôn, đẹp vừa luôn, hai bộ ngay luôn. Đẹp quá trời luôn á. Cái đó mặc đi đâu trời? Mặc đi đâu ta? Mặc mới luôn. Để chờ tới trời ai cho ngoại đi. Con đó con gì á Lucy? Chó. Chó hả? Đúng. Con mèo mà ta. Con gì trời? Con Hello Kitty mà ta. Hello Kitty mà. Ơi. Lucy không biết Hello Kitty rồi. Búp búp bê à. Bây giờ Lucy thay đồ ngắn ra đi. Đồ ngắn này mặc ở nhà được nè. Nha. Điệu luôn hả? Rồi thử vậy là được rồi. Rồi vậy thôi được rồi, dẹp đi để đó cho ông ngoài giặt được cất rồi mà cha Lucy ở nhà mặc. Có hai em búp bê đã quá trời luôn á. Ừ, thích quá trời luôn kìa. Chạy tóc kìa. Con ăn bánh kem đi con. Lucy, ăn bánh kem đi, chút nó tan chạy này con. Dạo thôi. Rồi làm nhanh nè, rồi đi làm với ông ngoại chờ nè, trời tối rồi. Bà ngoại mới đi đâu về? Đi số về. À, đi lấy cái số về, bây giờ đi hả? Dạ. À, để sáng mai. Rồi, chú về nha. Dạ. Ừ, con cảm ơn mấy cô, mấy chú làm mua quà cho con đi. Cảm ơn cái nhau, làm mai đi. Quà cho con. Ờ, sinh nhật con có vui không? Vui. Con có thích không? Dạ. À, thầy gắn ngoan học giỏi nha. Dạ. Nghe lời ông ngoại nha. Dạ. Rồi chú với các cô, các chú ở nước ngoài thương con rồi, rồi sẽ cố gắng giúp đỡ cho con nghe chưa? Dạ. Ừ, bye bye đi. Bye bye. Chú về nha. Dạ. Rồi, con chuẩn bị, con thay cái đồ đó ra rồi con đi lấy bé trai với ông ngoại đi. Rồi về tối về chơi. Rồi cắt bánh kem nha. Rồi Lucy tranh thủ ha. Rồi ẩm theo hai em bút bê đi theo. Không phải ẩm. Hôm nay có ngựa nữa kìa. Được, được, đặt cho được cái đầu đi. Có cái lượng nè, đôi dài nè. Gương nè. Cởi cái áo ngoài đó.